Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Hữu Duyên Kim Anh sẽ xem quẻ bài cho cái cặp vợ chồng trẻ này. Nói về cái cặp vợ chồng này á, thì là vợ thì đứng vào là cái tuổi nhâm thân, chồng thì đứng vào là cái tuổi tân mùi. Đó, trước khi bước vào xem cái quẻ bài, nội dung của cái quẻ bài nó có ý nghĩa như thế nào á, thì mọi người cũng nhớ like, comment và đăng ký giúp cho Kim Anh. Và cũng sẵn tay thì các bạn nhấn vào cái chuông luôn ha, để mình tiện theo dõi những clip tiếp theo một cách sớm nhất, nhanh nhất. Đó, nói về con đường bổn mạng của cái tuổi nhâm thân này á, thì cho thấy là rạng rỡ sáng suốt tốt đẹp trên con đường bổn mạng của bạn á, mà tháng tư vừa qua có gặp gì xui xấu trở ngại á, thì nhờ có ơn trên gia hộ cho nên là mọi chuyện cũng sẽ qua. Năm nay mà nói về ước mơ gì trên con đường bổn mạng của bạn á, thì bạn sẽ đạt được sự thành công, là sẽ đạt được là từ tháng 5 đi lên tới tháng 10 thì bạn sẽ đạt được sự thành công tốt đẹp. Còn nói về cái tuổi nhâm thân này, cái tuổi nhâm thân này á, thì nó đứng vào là cái mạng kim, nên cho thấy mà bạn xây dựng hôn nhân hạnh phúc muộn á, thì bạn sẽ có được hạnh phúc tốt đẹp. Nhưng mà nếu mà bạn xây dựng hôn nhân mà sớm á, thì có thể là dễ bị hai chiến đò tình đó. Hiện tại bạn á, là trên con đường xây dựng hôn nhân hạnh phúc được với cái tuổi tân mùi này, thì cho thấy là cái tuổi tân mùi này á, là người này thì cũng hiền, đạo đức tốt, phúc hậu. Bạn này năm nay mới 31 tuổi thôi, nhưng mà nói chung là cái tính của bạn là chững chạc nè, đứng đắn như ông cụ non vậy ha. Người này thì thương vợ quý con rất là tốt. Nói chung ra là mạng của hai vợ chồng là hạp, hai cái tuổi thì cũng là hạp ha. Cho nên là hai người này mà nắm tay nhau xây dựng hôn nhân hạnh phúc thì có thể là nắm tay nhau dắt nhau trên con đường công danh sự nghiệp, tạo dựng cho nhau một cái sự tương lai tốt đẹp trên con đường công danh ha. Tại hai người này là có cái mạng tương sanh rất là tốt, cho nên mà hai bạn mà tiến tới hôn nhân hạnh phúc á, thì tương lai sau này của hai bạn là có thể là khá giả giàu có, chứ không có thờ sợ thua xúc bạn bè. Nói về mà đường công danh sự nghiệp của các bạn á, thì có thể là mọi sự thành công tốt đẹp của bạn á, sẽ tiến vào năm mèo thì sẽ tốt đẹp hơn. Sự nghiệp năm nay, nói về con đường tài lộc, thì bản thân của bạn là nhờ vào được đất của ông già, đất của ông bà nội rất là tốt. Nói chung là đất ba đời của mình á, là đều là tốt. Cho nên là trong cuộc sống tương lai của cái tuổi nhâm thân này, nói về cái tuổi càng cao á, thì sự nghiệp càng dày càng vững chắc. Đó, nhưng mà nhắc bạn ở cái năm này tuổi 30, 31, 30 cộng vào cái tuổi 31 nữa thì làm ăn cái gì, dù là tiền tài sẵn có, cơ hội có sẵn dành đi nữa, thì bạn vẫn cứ từ từ thủng thẳng nhặt hoa rơi. Không có nên vội vàng nóng nảy một cái vấn đề gì hết, thì nó sẽ không hay và không có tốt. Không có nên vội vàng. Bạn mà muốn làm thầy làm chủ được cho bản thân mình á, thì bạn phải bước vào tầm tuổi là 32 về tới 34 thì bạn sẽ làm thầy làm chủ được trên con đường sự nghiệp cũng như trên con đường công danh của mình. Còn nói về trên con đường hôn nhân hạnh phúc á, thì tình cảm của bạn thì nhắc nói về là cái tuổi nhâm thân này 4 năm qua có gặp cái gì sóng gió trở ngại xui xấu mang tai mang tiếng. Đó, hạnh phúc gia đình của bạn mà có mang tai mang tiếng một cái gì đó, hoặc là có ai nói ra nói vào gì về vấn đề chồng con của mình, thì mặt này bạn cố gắng gạt bỏ hết, không có nên là tin tưởng, hoặc là để cái lời ra tiếng vào, lời gièm pha đó gây cho mình cái sự hoang mang thì không có tốt. Mà nên gạt bỏ hết đi. Đó, tương lai mà đường hạnh phúc của bạn mà xây dựng hôn nhân được hạnh phúc với cái bạn tân mùi này á, thì nói về kết quả thì ơn trên cho thấy là hai vợ chồng bạn trên con đường gia đạo á, thì sẽ đạt được hai chữ hạnh thông ha, tức là có nghĩa thông thả và hạnh phúc, chứ không có cái vấn đề gì trong cuộc sống của bạn. Mà nếu có ước mơ xây dựng, mở mang, sửa sang nhà cửa hay cất nhà cất cửa gì đó, thì ơn trên cho thấy là từ tuổi 32 về bạn mới có cơ hội thuận lợi. Còn mà giống y như là sớm nhất mà bạn muốn ước mơ xây nhà, tuổi sớm nhất của bạn là bạn có thể đạt vào tuổi 32. Nhưng mà nếu mà muộn nhất thì là phải ở tuổi 36 thì hai bạn mới có được ngôi gia chính thức của mình. Còn nói về đường nhân duyên, về cái đường con cái á, dù sau này hậu vận sinh ít sinh nhiều gì thì cũng cho thấy là bạn sẽ nhờ được ba đứa con đó, là có thể là hai nam một nữ.
Còn tương lai nằm vào đường con cái của bạn á, thì bạn có thể là sinh con trai đầu lòng ha. Nếu mà như có điều kiện sinh con á, thì hai bạn cố gắng có thể vào năm mèo là mình sinh là đẹp hơn ha. Tốt nhất là sinh vào năm mèo thì nó sẽ đẹp hơn là cái năm dần. Đó, chứ mà để năm dần mà sinh em bé ra thì nói chung là em bé là tuổi dần, mẹ là tuổi thân, thì nói chung là dần thân tỵ hợi nó nằm vào tứ hành xung thì không có tốt. Đó, cho nên là nó mà không tốt á, thì nó sẽ dẫn đến vấn đề là làm ăn khó khăn hơn, còn hoặc là khó bảo vệ được hạnh phúc hơn là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, bạn mà sinh con nhâm dần ra thì so với mẹ là bé nó hơi bị khó nuôi ha, nó bị khắc thì nó hơi bị khó nuôi. Sinh ra thì vợ chồng mình nó sẽ ảnh hưởng tới con đường hạnh phúc hoặc là con đường sự nghiệp của mình thì không có hay. Đó, hoặc là ảnh hưởng tới con đường bổn mạng, cho nên là đặc biệt là không nên sinh vào năm dần. Mà cố gắng sinh vào năm mèo thì sẽ tốt. Còn trên con đường bổn mạng của bạn á, vào tháng 7, tháng 10 này thì bạn cẩn thận phương tiện xe cộ. Đó, mình đi lại á, thì mình đi từ từ, thủng thẳng từ từ, không có nên vội vàng nóng nảy thì không có hay, không có tốt cho các bản thân. Còn năm nay nếu như có bạn bè rủ rê làm ăn mở mang thêm bớt một cái gì á, thì cũng không có nên ha. Đó, mình có bao nhiêu việc việc mình hồi nào sao giờ mình cứ làm y vậy thôi, chứ đừng có nộp vội vàng nóng nảy làm bung lụa một cái gì hết thì không hay không có tốt luôn. Và nói về bản tính của bạn thì hiền đạo đức, nhưng mà bạn là người ngay thẳng trung trực, cho nên là cái tính của bạn nó đứng vào là hơi ngang tính mà cộng thêm cái tuổi của bạn là đứng vào chữ nhâm nữa, cho nên bạn nói chung là về bổn mạng của bạn thì thấy bạn là nam mạng hay giống mình cứng rắn cứng cỏi như đàn ông vậy. Trên con đường bổn mạng của bạn bây giờ thì cho thấy hiện tại á, là có một ông già đang theo phù hộ bạn trên con đường công danh rất là tốt, cho nên cái mặt này hai vợ chồng mình cố gắng hương khói quan tâm lo lắng cho cái vong linh ông già này, có thể là người thân của mình, ông ba của mình hay ông nội ông ngoại gì của mình nó đang theo phù hộ cho mình, thì mình cố gắng hương khói lo lắng cho người ta để người ta theo phù hộ cho mình, nó người ta không có bị buồn đó, người ta ấm lòng hơn thì sẽ phù hộ cho mình tốt đẹp trên con đường công danh cũng như con đường sự nghiệp hay là trên đường bổn mạng của mình nó được tốt hơn. Thì nói chung theo về quẻ bài của hai vợ chồng bạn á, thì năm nay tốt đẹp không có cái gì hết ha, nhưng mà còn về vấn đề công danh sự nghiệp á, thì cứ từ từ thủng thẳng thôi, từ năm 30, 31 thì cứ từ từ bước vào tuổi 32 rồi á, thì bạn sẽ có được sự thành công, mơ ước một vấn đề gì thì sẽ đạt được. Đó, còn 2 năm nay thì từ từ thủng thẳng nhặt hoa rơi thôi nha, không có nên vội vàng nóng nảy cái gì hết. Đó thì cái quẻ bài cho thấy là như vậy. Và mọi người vào xem thì mọi người cũng hiểu được đôi chút về cái quẻ bài nó có ý nghĩa như thế nào. Thì qua tiện đây á, thì Kim Anh cũng nhắn nhủ với mọi người một lời là khi mà mọi người muốn xem bói một cái vấn đề gì về con đường tình duyên, tình cảm, gia đình, hạnh phúc, công việc, làm ăn thì mọi người kết bạn vào Zalo cho Kim Anh. Thì mọi người ghi rõ cái thông tin của mọi người là tên, tuổi, ngày, tháng, năm sinh, có gia đình hay chưa, là nam là nữ. Nếu có gia đình rồi thì các bạn nhớ ghi rõ tên tuổi chồng vợ của mình hoặc con cái của mình, thì ghi rõ hết vào cho Kim Anh một cách chi tiết nhất, thì Kim Anh sẽ xem cho mọi người một cách chi tiết nhất. Chứ mà nếu thông tin không đầy đủ thì Kim Anh xem nó sẽ không có đầy đủ cho mọi người là thứ nhất. Thứ hai nữa thì Kim Anh cũng xin cảm ơn tất cả mọi người, quý anh chị em đã có lòng đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Kim Anh và theo dõi kênh của Kim Anh, thì Kim Anh cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi xin chào tạm biệt mọi người nha.